Các bước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Hiểu khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà trong đó thành viên có thể là tổ chức hoặc là cá nhân với số lượng thành viên nằm trong khoảng từ 2 đến 50 thành viên. Các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Giống với những loại hình doanh nghiệp khác, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số tiền mà các thành viên góp vốn vào công ty được gọi là phần vốn góp và phần vốn góp này chỉ được phép chuyển nhượng khi đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định ngoài ra cần lưu ý rằng công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn mà chỉ có thể huy động vốn bằng các hình thức khác như vay tín dụng phát hành trái phiếu nhận góp vốn từ thành viên mới hoặc tăng vốn góp của thành viên đang hiện hữu các bước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên trở lên để thành lập doanh nghiệp các chủ thể kinh doanh phải tiến hành các bước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên trở lên như sau Bước 1. Chuẩn bị thông tin, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Bước 2. Nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc tỉnh trên thành phố sở tại. Có thể nộp hồ sơ đăng ký online qua website HTTPS, giang kỳ gov vn để tiết kiệm thời gian và chi phí. Bước 3. Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác. Bước 4, thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp và thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Bước 5, thực hiện các thủ tục pháp lý khác trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như là khai báo thuế, đóng thuế môn bài. Trên đây là các bước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Việt Nam. Nếu có nhu cầu cần được hỗ trợ hoặc tư vấn Thực hiện các dịch vụ pháp lý có liên quan đến thành lập doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ với Phan Lo Việt Nam để được hỗ trợ qua thông tin dưới đây.